Sáng ngày 24 tháng 12, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng, Sơn Dương, Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh cho biết, sau nhiều nỗ lực đã tìm thấy thi thể chị H, 38 tuổi, trú tại thôn Hải Phong 1, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh, bị rơi xuống biển mất tích khi đi lấy rong biển. Trước đó, trưa ngày 23 tháng 12, bà L, 54 tuổi, trú tại thôn Hải Phong 1, xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh và chị H, cùng với một số người dân địa phương đi lấy rong biển, không may hai người bị trượt chân rơi xuống biển. Sau đó, bà L bơi vào bờ an toàn, còn chị H bị sóng cuốn mất tích. Ngay sau khi nhận tin, Ban Chỉ huy Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Áng, Sơn Dương, Hải đội 2 thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh, Cảng vụ Hàng hải Hà Tĩnh đã nhanh chóng điều động hàng chục cán bộ chiến sĩ và nhân viên cùng cano, tàu cứu hộ, phối hợp với một số tàu cá của ngư dân địa phương và người nhà tích cực tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, do khu vực nạn nhân gặp nạn, vách đá trơn trượt, nước sâu, sóng lớn, gió mạnh khiến công tác tìm kiếm gặp rất nhiều khó khăn. Đến khoảng 20 giờ tối cùng ngày, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể nạn nhân gần vị trí gặp nạn. Đến khoảng 1 giờ ngày 24 tháng 12, thi thể nạn nhân được đưa về khu vực cảng Sơn Dương ở khu kinh tế Vũng Áng, thị xã Kỳ Anh để bàn giao cho gia đình.